thực sự đã học Phật chúng sanh bất luận chúng sanh làm điều gì sai thậm chí là tổn thương chính mình chẳng hạn như hủy bán sỉ nhục hãm hại tất cả đều nhẫn chịu vì sao phải nhẫn chịu tôi muốn tiêu nghiệp chương nghiệp chương chứa ngại tự tánh của tôi tôi không thể minh tâm chuyên tánh chính vì là có nghiệp chướng cảnh giới hiện tiền tức là nghiệp chướng hiện tiền hiện duyên người tu thuận cảnh cảnh giới tu xứng tâm như ý cảnh giới này hiện tiền phải chăng là nghiệp chướng là nghiệp chướng Cảnh giới này hiện tiền Quý vị quan hỷ Quan hỷ liền muốn không chị Liền muốn chiếm hữu Đây không phải là nghiệp chứng hiện tiền ư ừ. Thanh tịnh bình đẳng giá không còn nữa Trong thuận cảnh Phải đối đãi bằng tâm bình đẳng đừng để trong lòng trong tâm chỉ có kinh giáo của như lai chỉ có phật a di đà vậy là đúng nghiệp chướng tiêu trừ Nghiệp cảnh ác duyên hoàn cảnh không tụt Ta ở trong này chịu khổ chịu nạn Ác duyên gặp toàn người ác Đều oán hận, ghét Sỉ nhục, hãm hại quý vị Đây là ác duyên Trong hoàn cảnh này Rất dễ sanh tâm sân nguy Sanh tâm oán hận Nghiệp chướng khởi hiện hành làm sao có thể ở trong cảnh giới này vẫn dùng thanh tịnh bình đẳng giác không bị hoàn cảnh bên ngoài quấy nhiều đây gọi là tu hành chơn chánh nghiệp chướng tiêu trừ cho nên phải hiểu Bất luận hoàn cảnh nào Hoàn cảnh nhân sự Hoàn cảnh vật chất Người biết tu là ngày ngày đang tiêu nghiệp chướng Khắp nơi đang tiêu nghiệp chướng Mọi lúc đang tiêu nghiệp chướng Nghiệp chướng tiêu hết Trí tuệ liên hiến tiên Là việc tốt không phải việc xấu không biết tu trong hoàn cảnh này nghiệp chướng tăng trưởng tánh đức hoàn toàn bị che đậy không hiển lộ được hiển lộ ra toàn là tập khí phiền não như vậy Quả báo đời sau trong ba đường ác Người biết tu Bất luận thuận cảnh hay nghịch cảnh Thiện duyên hay ác duyên Đều không để trong lòng Đều đối đãi bằng tâm thanh tịnh Đều đối đãi bằng tâm bình đẳng Đối đãi bằng tâm biết ơn những gì học tập được trong kinh giáo phải thực hành trong cuộc sống nếu kinh giáo thoát ly khỏi cuộc sống tập khí phiền não không hề giảm nhẹ kinh điển chỉ là một chút tri kiến đầu lưỡi không khởi tác dụng đáng sanh tử như thế nào vẫn là sanh tử như thế đó không hề liên quan đến liễu sanh tử xuất tam giới đoạn phiền não sanh bồ đề đây là không biết học trong đời này tôi từng nhìn thấy rất nhiều rất nhiều người biết học quả thật không nhiều vô cùng hy hữu người không biết học gọi là tu luyện một cách mù quáng quả thật rất nhiều không phải phật pháp không linh mà ta học sai Ta không biết học Câu đối với các hữu tình Thường dùng từ nhẫn làm hoài bảo Chúng ta có làm được chăng? Nó quá quan trọng Như vậy mới gọi là tấm lòng Bồ Tát lòng dạ vốn có của quý vị đều tự cho mình hơn người người khác đều không bằng mình cảm giác ưu việt tâm trạng ngạo mạn khinh thị người khác đó là lòng dạ gì là lòng dạ của ba đường ác Học Phật tạo tội nghiệp của ba đường ác. Vẫn phải đọa vào ba đường ác. Người suốt đời giảng kinh dạy học Vẫn tự tư tự lợi vẫn bị cuốn vào danh gian lợi dưỡng không có chút gì từ bi thương xót nào đời sau vẫn đọa địa ngục người giảng kinh sao lại đọa địa ngục giảng kinh là một gì tâm hành sở tạo là tội nghiệp của tam đồ tạo tội nghiệp đương nhiên chịu quả báo không thể vì người này giảng kinh thuyết pháp mà có thể không chịu quả báo không có đạo lý này chúng ta không thể không biết điều này Học Phật phải bắt đầu từ đây Phải thường dùng tư nhận Làm hoài bảo Hòa nhang là dung nhang nhu hòa Nhu hòa chất trực trong tứ đức Của hoàng nguyên quang Nói rất nhiều Trong nghịch cảnh ác duyên Dung nhan càng phải nhu hòa Quá giải nhân duyên bất thiện của quá khứ và hiện tại trong kinh điển đức phật dạy chúng ta oan gia nên giải không nên kết không kết oán với người khác phải thường ghi nhớ quá dài